Nó ghi này các bạn, dao ua. Cái này là dao ua, mình không biết đọc chính xác là gì. Nhưng mà lúc mà mình xem á thì mình nghĩ nó là sẽ là những cái cục dao ua vuông vuông thế này nè. Rất là kỳ vọng luôn á, nhưng mà thực chất lúc mình đổ lên chỉ là những cái miếng như vậy thôi. Ủa đâu, những miếng này là dừa mà. Ủa chị dao ua ở đâu? Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mình chỉ muốn nhắc nhở một xíu, đó là thời tiết dạo này thật sự rất là khó chịu. Mình không biết ở những tỉnh khác như thế nào, nhưng mà ở Sài Gòn đó thì sáng nắng, chiều mưa, tối mưa, sáng cũng có thể mưa. Nói chung là thời tiết nó rất là khó chịu và rất là dễ gây ra những cái bệnh liên quan tới thời tiết trong thời gian này. Nên là mình mong là các bạn có thể giữ sức khỏe, uống thật nhiều nước, ăn uống healthy nha. Thời điểm này rất là nhạy cảm. Như là tiêu đề các bạn đã thấy thì video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái này. Mình có một cái video mình sẽ để ở đây nè, nói về cái loại mà yếm mạch giảm cân nội địa chung ấy. Mà mình không biết là lý do gì mà cái view của video nó lại tăng. Và mình nghĩ là các bạn rất là hứng thú với những cái sản phẩm nội địa chung, nên là mình đã quyết định order thêm cái này về để review cho các bạn xem. Để mình nói sơ về hai cái hũ trước nha. Hai hũ trước thì mình đã ăn hết rồi thì nó dễ ăn, nó dễ ăn hơn là yến mạch không á, với lại nó ngon nên là mình ăn hết. Nhưng mà mình ăn là thay snack, ăn để tốt cho hệ tiêu hóa chứ không phải là mình ăn để giảm cân. Nên là các bạn cũng thấy là mình có xu hướng béo và béo lên bởi vì mình ăn rất là không chế độ. Nhưng mà mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn. Là bạn Hy Băng Nguyễn thì bạn có hỏi là ăn bữa tối có được không chị? Thật ra yến mạch nếu như mà các bạn không có một cái chế độ ăn nào ổn định nhất định đó, thì các bạn có thể ăn nó thay cho bữa tối nha. Nó cũng rất là tốt cho sức khỏe và kiểu bạn, nếu như bạn ăn thay buổi tối thì sáng hôm sau mình ngủ dậy bạn sẽ thấy có một sự thay đổi rất là bất ngờ trong cái bụng của mình. Còn nếu như mà các bạn ăn dùng vào buổi tối cũng được, tại vì cái hàm lượng mà calo của nó khá ít, rất ít. Các bạn có thể dùng nó thay cho trà sữa, đồ, những món vào buổi tối ấy. Một câu hỏi nữa đó là ăn cái này có giảm cân được không? Được nha các bạn, ăn yến mạch giảm cân được. Cái việc mà giảm cân á, thì nó chiếm tới 70% đó là do chế độ ăn uống của các bạn. Nên là nếu như mà các bạn muốn giảm cân thì các bạn hãy tìm một chế độ ăn uống thích hợp. Và nếu như các bạn muốn giảm cân với yến mạch thì trên mạng có rất là nhiều đó, các bạn search lên là chế độ giảm cân với yến mạch thì nó có rất là nhiều chế độ nhé. Ví dụ như yến mạch với trái cây này, ăn thay yến mạch này, chỉ ăn yến mạch với trứng đó, rất là nhiều đó. Thì các bạn có thể lựa những cái chế độ mà các bạn cảm thấy phù hợp với khả năng tài chính, thời gian và cái, nói chung là cái khả năng chịu đựng của mình được. Bởi vì giảm cân nó rất là gian nan, đối với mình giảm cân rất là gian nan mà mình vẫn không giảm được. Bạn Trâm Đặng nha, chị order ở đâu ạ? Chị có biết tiếng Trung không ạ? Đương nhiên là mình không biết tiếng Trung, mình đã hỏi rồi. Còn cái việc order các bạn có thể mua ở những trang thương mại điện tử, qua những cái bạn, những cái shop bán hàng mà có lượt rate cao, hoặc là vô những cái group. Mình thì mình mua ở trên những cái group order, các bạn order xong rồi về, nên là mình phải chờ rất là lâu vì đợt đó tắt biên. Nói chung là có rất là nhiều con đường tùy các bạn có thể lựa, miễn sao nó tiện cho mình là được. Đầu tiên thì các bạn xem bao cái quả của cái vỏ của nó một chút nha. Thì cái vỏ của nó màu hồng, cái này nó có rất là nhiều loại. Cái loại màu xanh đó thì nó cũng sẽ là có sữa chua, nhưng mà nó thay cái chữ chỗ này nè, fruit thì sẽ thay bằng các loại hạt là nuts. Nhưng mà mình thì mình không thích hạt lắm nên là mình quyết định chỉ order một cái loại này thôi. Bên này là sẽ bao gồm thành phần nè, hạn sử dụng là 6 tháng nha. Nè, cái này là thành phần dinh dưỡng nè, cách sử dụng nè. Đó, ở đây nó gửi cho các bạn một số cách sử dụng. Ví dụ như cái này là ăn sống nè, cái này là trộn salad, cái này ăn với sữa tươi. Thì nếu như mà các bạn muốn tăng cân á, thì là sữa tươi có đường, còn nếu như muốn giảm cân thì sữa tươi không đường, đơn giản mà đúng không? Còn cái này là ăn với sữa chua nè. Lý do mà mình quyết định order cái bịch này là bởi vì cái bịch này nó có thêm một thành phần nữa so với cái hộp trước, đó là sữa chua. Mình đã xem qua rất là nhiều video, kể cả review của Việt Nam lẫn những cái video mà TikTok của Trung Quốc, thì đa số là cái thành phần của nó đều giống nhau. Đó là yến mạch, oatmeal nè. Rồi những cái fruit thì nó cũng sẽ có một sự tương đối thôi, nói chung là nó sẽ thay đổi tùy vào từng loại, tùy vào từng cơ sở sản xuất. Nhưng mà đa số thì vẫn là những loại ví dụ như dâu nè, táo nè, những cái hạt vàng vàng mình vẫn không biết nó là cái gì, có thể là bonbon, với lại những cái loại mà mứt sấy như là cái video lần trước á. ngày sản xuất nó sẽ in ở đây, còn hạn sử dụng là 6 tháng, nó ghi ở đây nè các bạn, trong này nó cứ ghi là 6 tháng. Hồi nãy mình đã dịch rồi nên các bạn yên tâm nha, không phải là mình bị đâu. Về lý do tại sao cái hạn sử dụng của cái sản phẩm này nó là ít hơn cái hạn sử dụng của cái sản phẩm trước thì mình nghĩ là bởi vì trong này có sữa chua á, là một cái sản phẩm mà nó cũng khó bảo quản đúng không, với lại bình thường cái sữa chua bình thường của mình ăn thì hạn sử dụng cũng chỉ cái tầm 6 tháng tầm đó, nên là đó, nói chung là mình hay xem mấy chị đẹp đẹp bên Trung Quốc đó, mấy chị cũng hay ăn quảng cáo cái này nè, hay ăn cái này thay cho những bữa trong ngày để giảm cân và lúc quá bận rộn. Nên là bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu review thôi. Cái vỏ nó bằng đá nha các bạn, hộp còn nguyên luôn, mình chưa lột, bây giờ mình sẽ tiến hành lột nó ra. Cái này thì nó không có chắc chắn như là cái hôm bữa, nhưng mà giá của nó thì khá là ngang nhau á. Mình mua cái này là 100.000 một bọc. Nè, ở đây nó có một cái túi zip để cho các bạn lúc mà mình ăn xong mà ăn không hết á, thì mình có thể khóa cái miệng túi lại để cho cái đồ ăn này ăn của mình nó không có bị siêu, đặc biệt là yến mạch nếu như mà cho tiếp xúc với không khí ngoài nó sẽ bị siêu. Wow, đẹp lắm các bạn, xem này. Tự biết là các bạn không xem được đâu. Đây, các bạn thấy không? Mới nhìn sơ sơ là mình sẽ thấy cái này nó hấp dẫn hơn cái hộp hôm bữa rồi đó. Mình sẽ tiến hành đổ ra nha. Đây là ở trong cái bịch này, mình quay cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy nó rất là đẹp không? Nó sặc sỡ hơn cái hôm bữa á. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ ra nha. Thì chúng ta xem chúng ta có những cái gì ở đây nè. Đây là cái hạt màu xanh này là hạt bí này. Cái màu trắng này thì có thể nó là sữa chua. Nho khô này, rất nhiều nho khô. Cái đỏ đỏ này sẽ là rau khô nè. Mình có một cái video mà về cái dao tây bọc sô-cô-la các bạn, rất ngon. Đó, nên là mình biết cái này là rau khô nè, các bạn xem nha. Còn cái hạt này nè, cái này là cái gì quen lắm mà quên mất tiêu rồi nè. Đúng rồi, cái này là yến mạch. Trời ơi, sao mình lại quên mất. Nhưng mà cái yến mạch ở đây nó là yến mạch đã sấy khô rồi. Còn cái yến mạch mà cái hũ hôm bữa mình ăn á thì nó là yến mạch tươi. À không phải yến mạch tươi mà là yến mạch khô. Còn cái này nó nhìn cái kiểu là được rang lên rồi á. Để xem mình có bỏ sót cái món gì ngon lành ở đây không. Này, ở đây chúng ta có một miếng chuối sấy. Cái này là chuối sấy. Cái này là một loại trái gì đó sấy. Đường các bạn. Cái này là hơi nhiều đường và sữa chua, thì cái này phù hợp cho các bạn ăn thay cho những cái buổi sáng á, cung cấp năng lượng trong ngày. Năng lượng khá nhiều á. Mình mới đổ thêm đây nè. Các bạn thấy không? Cái này là chuối sấy này, cái miếng chuối rất là bự. Lần hoa quả này là ít hơn những cái loại hoa quả trong cái lần ăn lần trước, trong cái hộp lần trước. Nó đây nè các bạn, dao ua. Cái này là dao ua, mình không biết đọc chính xác là gì. Nhưng mà lúc mà mình xem á thì mình nghĩ nó là sẽ là những cái cục dao ua vuông vuông thế này nè. Rất là kỳ vọng luôn á, nhưng mà thực chất lúc mình đổ ra nó chỉ là những cái miếng như vậy thôi. Ủa đâu, những miếng này là dừa mà. Ủa chị vô ở đâu? Thực ra mình đang rất là hứng khởi để review cái sản phẩm này. Tại vì mình không có như sản phẩm trước là mình đã ăn rồi. Rồi mình mới xách đi review cho các bạn. Thì cái này mình quá hứng khởi đi. Mình đã tới lúc quay rồi mình mới mở ra thì mình mới phát hiện là cái này này nó không có một miếng sữa chua nào, tại vì mình mua thông qua các bạn order. Bây giờ mình đang liên hệ ngược lại cái bạn đó để mình nói chuyện. Nên là video này tạm ngừng ở đây nha. Các bạn chờ xem phần sau nha. Nhưng mà cái phần trước á, thì chúng ta đang dừng ở cái phần mà cái gói mình mua, cái gói ngũ cốc giảm cân á, là quảng cáo là có sữa chua nhưng nó lại không có sữa chua. Mình đã nhắn tin cho shop để hỏi trực tiếp, và nói chung là có lẽ là do mình ăn ở hiền lành hay sao á, mình đã gặp được một cái shop có tâm. Shop đã nhắn tin cho mình, trả lời rất là toàn bộ những cái thắc mắc của mình, cũng như là shop đã gọi điện ngay cho mình luôn á. Cái lúc mà mình nhắn xong là shop kêu là do cái mạng nó lag á, nên là việc truyền hình ảnh nó không tốt, nên là shop đã gọi ngay cho mình và giải thích là tại sao là lại có cái sự việc đó xảy ra, tại sao cái gói ngũ cốc của mình lại không có sữa chua. Thì sau một hồi thì mình thấy là chị chủ shop cũng rất là nhiệt tình và dễ thương, và cũng có thể đó là do cái sơ suất của cái lô hàng đó nên là mình đã quyết định đặt lại một gói khác. Đây, đặt lại một gói khác luôn, chứ cũng không có gì to tát lắm. Mình chỉ mong là có những cái gì đó tốt nhất có thể để có thể giới thiệu cho các bạn mà thôi. Nên là mình xin phép bắt trước cái này rồi nè, mình lột trước để mình đảm bảo là nó không có bị lộn hàng nữa. Như là mình đã nói lần trước rồi đó, thì ba bì rồi cũng y chang như vậy. Nhưng mà các bạn có thể thấy là ở trong này nó sẽ có những cái cục sữa chua, các bạn thấy không? Cục tím tím nó sẽ là sữa chua. Để mình đổ ra cho các bạn xem. Đây, ở trong này là sẽ có những cái cục sữa chua tròn tròn nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn có thấy được không? Nó sẽ có màu trắng, màu hồng với lại màu tím. Còn về những cái thành phần thì như là mình đã giới thiệu ở phần trước rồi đó, nó cũng y chang như vậy thôi. Này các bạn có sẽ thấy cái cục sữa chua nó như thế này nè, thấy không? Nó nhỏ nhỏ, nó chỉ tầm một cái đốt tay của mình thôi. Nó là dạng sữa chua sấy á, sữa chua xong rồi đóng cục rồi sấy lại như là do tay sấy, ăn nó sốt sốt. Mà cái vị cuối của nó lại thanh thanh ngọt ngọt, như là kiểu có phô mai không mà cười ấy. Có một điều mình nói thật như thế này, sở dĩ là cái clip này nó ra đời là bởi vì mình thấy các bạn rất là quan tâm đến những cái sản phẩm giảm cân, đặc biệt là cái sản phẩm mà những cái ngũ cốc giảm cân nội địa chung như thế này, nên là mình đã quyết định mua nó để về review cho các bạn. Nhưng mà như sản phẩm trước á, thì mình nói là ăn nó có thể giảm cân, bởi vì ngoài trái cây ra thì nó có yến mạch thuần. Yến mạch mình hay ăn để giảm cân, các bạn nào hay ăn nhiều thì sẽ hiểu. Nhưng mà riêng với sản phẩm này thì mình nghĩ là cái tác dụng giảm cân của nó không nhiều lắm đâu. Các bạn nhìn nè, các bạn cũng có thể thấy là ở đây nè, có rất là nhiều loại trái cây ngọt. Lúc mà nó là trái cây không nó đã ngọt, nhưng mà trái cây sấy rồi người ta còn tẩm đường vào nữa, thì cái lượng đường nó rất là nhiều. Nho khô cũng vậy. Mà khi các bạn giảm cân á, thì có rất là nhiều chế độ, đúng không? Nhiều chế độ chúng ta phải lưu ý tới cái lượng đường mà chúng ta nạp vô, và có một số chế độ là không cho phép nạp đường từ trái cây vô luôn á, như là keto chẳng hạn. Yến mạch ở đây nó cũng đã, mình không biết tại sao nhưng mà mình ăn thì cái yến mạch này nè, nó không biết các bạn có thấy rõ được không nè, cái yến mạch này nó không có còn thuần nữa, mình cũng không biết dùng từ gì, nhưng mà kiểu là nó đã được rang hay sấy hay gì đó rồi, và nó có được sóc qua đường, ăn nó ngọt nha. Yến mạch này nó ngọt chứ nó không có lạt như là cái loại trước mà mình review đâu. Hoặc là cũng có thể là do cái yến mạch này để chung với cái trái cây sấy rồi cái trái cây mà có tẩm đường á, nên là nó vô tình nó cũng bị ngọt. Nhưng mà yến mạch thì đã được sơ chế qua rồi. Do đó mình nghĩ là nếu như các bạn ăn cái này á, thì có những lý do sau đây. Một là các bạn thích ăn là Thai snack này, thì dù sao nó cũng sẽ tốt hơn là những cái loại snack hoặc là thức ăn nhanh fast food ở bình thường. Hoặc là các bạn có thể dùng nó ăn thay một trong những bữa ăn trong ngày, bởi vì nó có đường. Yến mạch thì nó có sơ rồi có một lượng hàm lượng chất dinh dưỡng nhất định, trừ đạm nha. Nếu như mà mình vội á, thì mình có thể dùng cái này nè để chế sữa tươi có đường hoặc là không đường vô, rồi mình ăn sáng cũng được hoặc là ăn tối cũng được. Ăn trưa thì mình nghĩ là cái này nó sẽ không có đủ dinh dưỡng đâu, tại vì nếu như mà các bạn làm về những cái công việc nặng nhọc về cả chân tay lẫn đầu óc thì cái buổi trưa nó cũng rất là quan trọng, buổi sáng cũng quan trọng. Nhưng mà nhiều khi mình vội quá thì mình chỉ pha sữa với cái yến mạch mình uống thôi, nhưng mà buổi trưa thì mình khuyến khích là các bạn nên ăn đủ. Nếu như mà các bạn ăn nó mà với mục đích để giảm cân á, thì mình nghĩ là các bạn nên mua yến mạch thuần, cái loại mà yến mạch mà oatmeal mà có hình cái ông già đó, sau rồi mình mua về mình lựa thêm một vài loại trái cây ít đường, trái cây tươi á, rồi mình ăn chung thì nó sẽ tốt và nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái trái cây sấy này. Nếu như mà để recommend cho các bạn một loại yến mạch để có thể ăn vừa giảm cân, vừa tốt dáng, vừa đẹp da thì các bạn có thể tham khảo yến mạch bình thường á, yến mạch mà mình hay mua ngoài siêu thị nè. Yến mạch không nó hơi khó ăn một tí, nhưng mà cái gì nguyên bản thì nó vẫn tốt nhất. Rồi có thể ăn chung yến mạch với cái loại trái cây tươi, hoặc là cái loại yến mạch như hai hũ đợt trước mình review á, tập trước đó mình để đâu đấy mình review á. Còn yến mạch này thì ngon, chắc chắn là ngon hơn cái loại kia rất nhiều, ăn rất là vô miệng luôn á. Mình vừa ngồi vừa coi phim vừa ăn chốc chít vậy đó. Mình không muốn lừa dối các bạn là cái loại nào nó cũng giảm cân, hoặc là tất cả các loại yến mạch đều giảm cân để chúng ta có thể có view để làm cái gì đó, đúng không? Tại vì mình ấn vào đây mục đích của mình là để vừa sức khỏe vừa giảm cân về ngoại hình của mình nữa. Thì mình mong là các bạn có thể gặp được những cái review chân thật nhất để chúng ta có thể quyết định được là mình sẽ lựa chọn một cái sản phẩm như thế nào mà tốt cho sức khỏe và phù hợp với nhu cầu của bản thân nữa. Thì nếu như các bạn giảm cân thì có rất nhiều chế độ đó, và cái vấn đề mình kiểm soát cân nặng của chúng ta thì 70% là từ chế độ ăn uống mà, đúng không? Nên là mình tìm một cái gì đó hợp lý và mình cảm thấy nó thích hợp thì mình làm theo thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mình rất mong chờ những đóng góp ý kiến của các bạn. Nó như là một cái gì đó rất là động lực để cho mình cố gắng phát triển kênh của mình nhiều hơn nữa. Và nếu như các bạn thấy video sau tốt hơn video trước thì đó là comment rất là lớn nhờ vào các bạn luôn á. Bye bye các bạn. Nhớ nha, cái yến mạch này thì nếu như mà giảm cân thì không được lắm, nhưng mà nếu như dùng để ăn thay cho các bữa ăn trong ngày thì cũng hiệu quả lắm. Bye bye.